Tinh thần tức là giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính, chứ không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng mà vì sự tiến bộ chung, vì để giáo dục người khác, đừng đi vào vết xe đổ ấy, Trung ương buộc phải làm và yêu cầu các cấp cũng phải làm theo như Trung ương. Trên bây giờ trước họp tiếp xúc với các bác ở đây đấy, có quyết định là thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp địa phương rồi. Hà Nội ta thành lập rồi. Và hôm tôi còn nói là Hà Nội phải lập trước đi và Hà Nội phải làm gương đi. Mà anh nào ở trong ban chỉ đạo này mà vi phạm thì tôi xử lý trước. Không phải là đe đâu, không phải là răn đâu. Mà nói thật, anh đã làm cái việc này là phải gương mẫu đi.